chào các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2019 và chúng tôi vừa về được một cặp máy phát điện Honda M2000X. Thì nếu các bạn có theo dõi kênh video của Điện Máy Minh Sơn thì cũng biết rằng cách đây khoảng tầm hơn một tháng thì chúng tôi về được một lô 14 chiếc bao gồm M2000X và EB1500X. Thì cái lô đấy thì lập tức bán ngay hết sau chỉ tầm 5 đến 10 hôm thôi. Và rất là nhiều sau cái video đấy thì sau cái lần lô hàng đấy về thì rất là nhiều người bị mua trượt. Cái model mẫu Honda M2000X thì rất là nhiều người mua trượt. Và hôm nay chúng tôi lại mót được sót hai chiếc Honda M2000X và chúng tôi quay lên cho các bạn để các bạn có thể biết được cái tình trạng chúng tôi vừa về được hai chiếc. Và các bạn có thể nếu mà các bạn nào mà đã mua trượt hàng thì các bạn có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn để mua hai chiếc này. Giá một chiếc thì chúng tôi bán với giá là 8.500.000 các bạn nhá, 8.500.000 cho một chiếc máy Honda M2000X sản xuất tại Nhật. Và các bạn có thể thấy được cái hình thức của nó rất là đẹp. Hai chiếc máy này các bạn có thể thấy đẹp gần như mới luôn. Sử dụng của nó các bạn có thể thiết kế bên ngoài ấy thì nó sử dụng khung inox chống rỉ luôn. Các bạn có thể thấy sáng quắc luôn. Khung inox chống rỉ và có bánh xe di chuyển rất là thuận tiện cho tất cả mọi người. Đối với những bác nào mà khi mà sử dụng máy muốn đẩy ra sân cho nó thoáng, và khi mà không sử dụng nữa thì đẩy vào kho để cất, thì việc thiết kế bánh xe như thế này cực kỳ là ok. Các bạn có thể thấy được Nhật nó mới sản xuất như này, còn riêng những loại hàng Thái, hàng Trung Quốc thì không bao giờ có chuyện thiết kế này đâu. Nhật họ rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và ngay kể cả cái bánh xe của nó thì các bạn cũng có thể thấy được bánh xe rất là chất luôn và dày. Chiếc bánh xe này thì có thể chịu được, cái dàn bánh xe này có chịu được những cái máy lên đến trọng lượng cả tạ luôn. Đó, Nhật họ làm rất là ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn được hai chiếc máy này như thế nào nhá. Rồi, khung inox bao xung quanh khác với cái loại khung bình thường. Về thông số kỹ thuật thì các bạn có thể thấy được chiếc máy này điện zin 100V. Và chúng tôi đã chuyển qua điện 252 17A 1,7 kVA nhá. 1,7 kVA ở tần số 50Hz. Thì các bạn nếu mà ai lo lắng về cái vấn đề sụt công suất thì các bạn yên tâm nhé, cái máy này chuyển qua điện 22 công suất gần như là còn nguyên luôn, gần như còn đủ luôn rồi. Và chạy tải thoải mái luôn. Với 1,7 kVA thì các bạn có thể chạy được các cái thiết bị như là chiếu sáng, TV, tủ lạnh, máy bơm, khoảng máy bơm 750W thì các bạn có thể chạy được. Còn riêng mà các bạn muốn chạy điều hòa 12.000 hoặc 9.000 BTU thì không chạy đâu nhá, nó sẽ không đủ tải đâu. 1,7 kVA thì các bạn có thể chạy được các thiết bị như chúng tôi vừa nói, TV, tủ lạnh, rồi là thiết bị chiếu sáng, quạt, rất là ok. Nói chung là nhiều người đối với cả mọi người thì cái nhu cầu khi mà sử dụng mất điện chỉ cần như thế là đủ rồi. Máy rất là đẹp này, khung inox. Động cơ này là động cơ Honda GX130 nhé. Các bạn có thể máy Nhật này nó còn có bao cả cái phần ốp giật luôn. Ốp giật ở bên trong này, khi mà tháo ba cái ốc thì các bạn mới thấy phần chụp giật. Chụp giật vuông cực bền luôn. Ở đây là khóa xăng, chế tất nhiên là chế Kexy. Có hai cực gia 12V 8.3 nhá. Máy này chạy thì bao chất rồi. Các bạn nhìn động cơ siêu mới luôn. Có ấy luôn, có báo nhớt luôn. Đây hai cực gia 12V 8.3 đây. Cái này là chế độ chạy khi mà không tải này thì các bạn có thể bật sang chế độ chạy không tải. Cực êm, dòng này chạy siêu êm luôn. Ngay kể cả lốp của nó thì các bạn thấy cũng có khóa chốt luôn, rất là an toàn. Máy chạy rất êm nhá. Đây các bạn có thể thấy mặt táp lô thì nó ra nó còn cái đồng hồ zin của nó này, zin là đồng hồ 100V. Cổng ra này ba chân tròn này ra 30A. Hai cổng ra vuông ba chân này là ra 15A. Đấy, automat. Đây là công tắc tắt bật. Nói chung là máy tình trạng nó rất là đẹp. Chiếc này thì chúng tôi chưa vệ sinh luôn, máy vừa về. Chân cao su này mới đét này. Nói chung cái máy này thì không thể chê được rồi. Đúng sở thích của các bác luôn. Ở Việt Nam mình thì thường hay thích những cái máy mà gọi là động cơ Honda, bao giờ cũng sẽ được yêu thích hơn. Đó. Chiếc này thì y hệt thôi. Thì các bạn có thể để ý được cái chiếc này nó hơi bị vẹo khung một tí, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến phần động cơ, phần củ phát, cả tất cả các thứ luôn. Đó, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của máy. Giá thì nó sẽ dao động khoảng tầm 8.500.000 một chiếc. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ với Điện Máy Minh Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 415 399. Đây là ba cái số điện thoại của chúng tôi sử dụng liên tục trong vòng 24/24 để thắc mắc, giải đáp và tư vấn hỗ trợ nhanh nhất cho các bạn có nhu cầu.
Nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn vui lòng like, subscribe, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Chúng tôi Điện Máy Vinh Sơn sẽ cố gắng giới thiệu những cái sản phẩm hữu ích nhất, chất lượng nhất, tốt nhất trong cái tầm giá tiền để cho các bạn có thể đa dạng hơn cái sự lựa chọn của mình để phù hợp với công việc. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ like, subscribe kênh và bật chuông thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn sau khi xem video này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình được những chiếc máy phát điện ưng ý phù hợp với nhu cầu công việc của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.